Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 22 tháng 3 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 16 đánh giá những kết quả nổi bật của Hội đồng Nhân dân trong 5 năm qua và thông qua một số nghị quyết quan trọng. Huyện Phù Cừ đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng giao thông ngay từ những tháng đầu năm. Tăng cường các giải pháp để đảm bảo chất lượng nguồn nước sạch. Câu lạc bộ bóng đá Phú Hiến hòa câu lạc bộ bóng đá Long An trong ngày giao quân trên sân nhà BVF. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 16 tổ chức kỳ họp thứ 16 để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền và đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp trong nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua một số nghị quyết quan trọng. Và dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 16 là kỳ họp cuối nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhằm tập trung đánh giá kết quả tổ chức, hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp nhiệm kỳ 2016-2021, rút ra những bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó đề ra những nhiệm vụ quan trọng để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, tập thể để kỳ họp đạt kết quả cao. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, với phương châm chủ động bám sát chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia giám sát của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Kế thừa và phát huy thành tựu, bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, tăng cường đổi mới hoạt động, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phát huy được trí tuệ tập thể, ngày càng nâng cao vai trò trách nhiệm của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban, tổ đại biểu và từng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Toàn thể nhân dân trong tỉnh. Những kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 đạt được trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp rất quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiều chỉ tiêu vượt cao, vượt trước mục tiêu nghị quyết đại hội, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới theo tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, các cơ quan trong bộ máy chính quyền, cơ quan tư pháp và mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh tới cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh trong thời gian vừa qua. Tỉnh ủy đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh thời gian tới, trên cơ sở đánh giá đúng những kết quả đạt được, những mặt tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm đã nêu trong báo cáo tổng kết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tập trung nghiên cứu quán triệt triển khai sâu rộng nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tới các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cử tri và nhân dân trong tỉnh. Trọng tâm là sớm hoàn thành xây dựng ban hành các chương trình đề án cụ thể hóa tổ chức thực hiện nghị quyết, bảo đảm sát đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan đơn vị để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trong điều kiện tỉnh ta phải chủ động thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương trong bối cảnh tiếp tục duy trì thực hiện nhiệm vụ tự cân đối thu chi, đồng thời tạo đà để bước vào giai đoạn phát triển mới cho nhiệm kỳ 2021-2026. Đề nghị cấp ủy các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo chỉ đạo nắm chắc tình hình để chủ động và kịp thời có những giải pháp thực hiện sáng tạo, hiệu quả phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.
để ngày bầu cử 23 tháng 5 sắp tới diễn ra thành công tốt đẹp. Các cấp các ngành, các đơn vị địa phương cần phối hợp chặt chẽ triển khai tích cực việc chuẩn bị và tổ chức bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trên cương vị công tác của mình tích cực tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và giám sát hoạt động bầu cử, bảo đảm để sự kiện chính trị trọng đại này dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ họp khởi đầu cho nhiệm kỳ mới, có nhiều nội dung quan trọng, nhất là tiến hành bầu chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân, Ủy viên, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đề nghị các cơ quan tham mưu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tham mưu giúp Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa mới, xây dựng chương trình, nội dung và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 là tiền đề quan trọng để định hướng hoạt động cho toàn khóa. Tiếp đó, kỳ họp đã nghe các báo cáo tờ trình và thảo luận biểu quyết nhất trí thông qua các nghị quyết, gồm nghị quyết về việc thành lập văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, nghị quyết về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm và dự án phải thu hồi đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại các huyện để cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện trên địa bàn tỉnh, nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên, nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường bên tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường nối DH45 xã Đồng Than với DH376 xã Ngọc Long, dự án xây dựng đường trục ngang kết nối quốc lộ 39 với DH376, nghị quyết về việc quy định mức chi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thời gian được hưởng hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Kỳ họp nghe đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức được 16 kỳ họp, 2 phiên giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ban hành 260 nghị quyết, tổ chức 57 cuộc giám sát, khảo sát, kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác phối hợp, hoạt động giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được thực hiện có hiệu quả, đã tổ chức cho đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại 142 điểm với trên 20.000 lượt cử tri tham dự, tổng hợp được trên 1.000 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri. Phần lớn các ý kiến kiến nghị của cử tri của các đoàn giám sát đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xử lý, giải quyết theo thẩm quyền. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiều nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo hoạt động của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Phát huy vai trò chỉ đạo, quản lý điều hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cùng các ngành, các cấp nỗ lực phấn đấu, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình trọng điểm, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Bình quân giai đoạn 2016-2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,38%, tổng thu ngân sách đạt trên 66.000 tỷ đồng, tăng 2 lần tổng thu ngân sách giai đoạn 2011-2015. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2020 tăng 1,15 lần so với năm 2015. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm 2020, Hưng Yên là tỉnh thứ 3 trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. Công tác quản lý thu hút đầu tư công được triển khai hiệu quả, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 10% trên năm, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 gấp 1,63 lần so với năm 2015. Về lĩnh vực văn hóa xã hội, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, đã xây dựng được trên 4.600 nhà ở cho hộ nghèo và người có công, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,48%, công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo. Đồng chí Quách Thị Hương,
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền giai đoạn 2016-2021. Tòa án Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác của ngành nhiệm kỳ 2016-2021. Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn khẳng định kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, biểu quyết thông qua 7 nghị quyết liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, chế độ chính sách và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp trong thời gian qua cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần giữ vững và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tiếp tục nâng cao đời sống và mang lại sự tin tưởng, hài lòng của quần chúng nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Nhìn lại 5 năm qua, chúng ta tự hào về những thành quả đã đạt được, nhưng cũng không ít trăn trở về trách nhiệm trước sự phát triển của tỉnh, về những việc vẫn còn đang thực hiện, về sự đáp ứng với niềm tin mong đợi của cử tri. Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ còn lại, ngoài những giải pháp đã được xác định trong các báo cáo, tôi đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng và chủ động, trách nhiệm cao để thực hiện mục tiêu, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, tạo tiền đề để chúng ta bước vào giai đoạn phát triển mới. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành chủ động xử lý, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và những vấn đề phát sinh, tổ chức rà soát thực hiện đầy đủ các kiến nghị sau giám sát của các cơ quan Hội đồng Nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong đó đặc biệt quan tâm giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, nhất là kiến nghị của được cử tri phản ánh nhiều lần và kéo dài. Các cấp, các ngành, các địa phương tập trung tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp hiệu quả của đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ngành, các cấp và các cơ quan tổ chức liên quan, sự ủng hộ của cử tri, nhân dân trong tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và cảm ơn những cống hiến đóng góp tâm huyết, đầy trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng bằng khen cho 7 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp theo chương trình xin được chuyển sang phần tin kinh tế. Từ đầu năm đến nay, huyện Phù Cừ đã đề ra những giải pháp tích cực, hiệu quả trong thực hiện đầu tư công, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn, thúc đẩy các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trọng điểm trên địa bàn theo đúng tiến độ. Năm 2021, huyện Phù Cừ có 28 công trình xây dựng giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư, trong đó có 12 dự án là công trình chuyển tiếp từ năm 2020 sang. Thời gian qua, các nhà thầu đã tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tiêu biểu như dự án cải tạo nâng cấp đường huyện 80, đoạn từ ngã tư cầu Nhật Quang đến giáp địa phận xã Tống Chân, dự án xây dựng đường giao thông đoạn từ đường huyện 80 đến giao cắt với đường huyện 85, dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Nguyên Hòa, dự án xây dựng đường mới từ trạm bơm Duyên Linh trên đường huyện 83 đến giao với đường huyện 80 xã Đình Cao. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua không ít công trình do Ban Quản lý Dự án của tỉnh, của huyện làm chủ đầu tư được triển khai tại các xã bị chậm tiến độ. Nguyên nhân là do công tác giải phóng mặt bằng bị chậm, dẫn đến doanh nghiệp không có mặt bằng sạch để thi công. Thực tế đã chứng minh, nơi nào chính quyền địa phương luôn chủ động, không phân biệt công trình do cấp nào làm chủ đầu tư, tích cực tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân, thì ở nơi đó giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi. Dù diện tích đất đang ở rất có giá trị trên thị trường, nhưng ngay khi được tuyên truyền, 21 hộ dân có nhà ở mặt đường quốc lộ 39A thuộc xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu đã ngừng các hoạt động kinh doanh từ nhiều tháng nay
sớm bàn giao mặt bằng thi công mở nút giao đường tỉnh 379 với quốc lộ 39A và đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Có chủ trương chính sách của nhà nước thu hồi để làm đường thì các hộ dân chúng tôi là đồng tình ủng hộ. Chúng tôi là những người dân có đất ở trên cái diện giải tỏa thì chúng tôi cũng hoàn toàn chấp hành chủ trương của nhà nước thôi để tạo điều kiện cho kinh tế địa phương phát triển và đi lên, giao thông đi lại thuận tiện. Để thúc đẩy kinh tế xã hội các địa phương phát triển, hạ tầng giao thông luôn phải đi trước một bước. Không ai khác, chính sự vào cuộc tích cực của chính quyền cơ sở cấp xã trong tuyên truyền tạo đồng thuận về giải phóng mặt bằng đối với những dự án đi qua sẽ đóng vai trò quyết định. Từ thực tế chậm giải phóng mặt bằng tại một số công trình đòi hỏi chính quyền cơ sở phải nâng cao hơn nữa công tác quản lý đất đai tại địa phương mình, vì có tình trạng thửa đất trên chính địa phương quản lý nhưng chính địa phương đó lại gặp khó khăn khi xác định nguồn gốc đất. Trước sự biến đổi của khí hậu và ô nhiễm môi trường như hiện nay thì nguồn nước sạch đang bị ô nhiễm. Sự việc nguồn nước nhà máy nước sạch sông Đà cung cấp cho thành phố Hà Nội bị nhiễm dầu thải xảy ra vào tháng 10 năm 2019 và nhiều vụ việc xả thải chất độc hại xuống các dòng sông lớn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn của nguồn nước đầu vào trong sản xuất nước sạch. Để đảm bảo chất lượng nguồn nước thành phẩm cung cấp cho người dân, các doanh nghiệp nước sạch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thực hiện các giải pháp để bảo vệ nguồn nước đầu vào trong sản xuất. Phóng sự nhân ngày nước thế giới 22 tháng 3. Để bảo vệ khu vực lấy nước nguồn, công ty nước sạch Ngọc Tuấn đã lắp đặt các thiết bị quan trắc và hệ thống cảm biến chính xác để kiểm soát các chỉ số như nhiễm dầu, nồng độ pH, lượng phù sa trong nước và các chỉ số liên quan đến chất lượng nước đầu vào. Bố trí người trực 24 giờ mỗi ngày, lắp đặt camera và hệ thống cảnh báo theo quy định của luật giao thông đường thủy. Khi có một sự cố tràn dầu hoặc bất kể một sự cố khách quan nào khác thì chúng tôi đều dự báo trước được và sẽ hạn chế được tối đa cái rủi ro xảy ra. Ví dụ khi mà xảy ra các hiện tượng đó, hệ thống bơm nó sẽ ngay lập tức dừng lại toàn bộ và để sau khi khắc phục xử lý xong các sự cố, nếu có xảy ra thì hệ thống bơm nó vận hành trở lại. Trên địa bàn tỉnh có 21 hệ thống cấp nước sạch sử dụng nguồn nước mặt trong sản xuất. Để đảm bảo chất lượng nguồn nước đầu vào, từ đầu năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tất cả các nhà máy sử dụng nguồn nước thô từ các sông nội đồng chuyển sang sử dụng nguồn nước mặt sông Hồng, sông Luộc. Đến nay, 100% các nhà máy nước đã hoàn thành việc chuyển nguồn nước. Trong đó, hệ thống xử lý nước của Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Yên và Công ty Cổ phần Nước sạch Phù Tiên đều có bể và hồ sơ lắng, đảm bảo chất lượng nước thô trước khi xử lý. Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn các đơn vị lắp đặt, quản lý, vận hành thiết bị giám sát, khai thác tài nguyên nước và gửi phương án để Sở thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định vùng bảo hộ vệ sinh theo quy định. Kế hoạch năm 2021 chúng tôi sẽ lắp đặt hệ thống quan trắc tự động để đảm bảo tránh cái trường hợp như nhà máy nước sông Đà. Việc đầu tư lắp đặt các thiết bị quan trắc tự động và hệ thống an ninh khu vực nước nguồn sẽ giúp các đơn vị sản xuất nước sạch đảm bảo chất lượng nguồn nước cung cấp cho người dân. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hàng tháng tất cả các đơn vị cấp nước đều phải thực hiện nội kiểm, ngoại kiểm để đánh giá chất lượng nước theo các chỉ tiêu của quy chuẩn. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý các đơn vị cấp nước không đảm bảo chất lượng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip, Công an huyện Văn Lâm đang tăng cường nhân lực, bố trí đội lưu động và thực hiện làm ngoài giờ hành chính. Hiện mỗi ngày Công an huyện Văn Lâm bố trí 3 ca làm căn cước cho công dân trong thời gian từ 7 giờ sáng đến 22 giờ tối, kể cả các ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Ngoài đồng cốt là đội Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự Xã hội, Công an huyện còn tăng cường lực lượng từ các đội khác để làm thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại căn cước công dân cho khoảng 750 người mỗi ngày. Ngoài ra, đội lưu động còn về các xã, thị trấn làm căn cước cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đến ngày 21 tháng 3, toàn huyện làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip cho gần 6.000 người. Theo kế hoạch, đến hết tháng 6 năm 2021, làm căn cước cho hơn 100.000 công dân, trong đó có khoảng 8.500 công dân tạm trú trên địa bàn. Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện,
phối hợp với công an các xã thị trấn để nâng cao số lượng người được làm thủ tục mỗi ngày. Chiều qua diễn ra các trận đấu vòng 1 giải hạng nhất quốc gia 2021 trên sân nhà BVF, câu lạc bộ bóng đá Phố Hiến có trận đấu ra quân gặp câu lạc bộ Long An. Với lợi thế sân nhà, câu lạc bộ Phố Hiến triển khai lối chơi tấn công và sớm có bàn thắng trước đội khách Long An. Phút thứ 21, cầu thủ Vũ Tín dứt điểm chính xác trong vòng cấm, mở tỷ số cho đội bóng xứ Nhãn Hưng Yên. Tuy nhiên lợi thế dẫn bàn của đội chủ nhà không duy trì được lâu. Phút thứ 29, cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Anh Đức ghi bàn trên chấm phạt đền gỡ hòa cho câu lạc bộ Long An. Sang hiệp 2, cả hai đội đều tạo được những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau nhưng không tận dụng được thành công. Kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1, thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh có sự khởi đầu tương đối thuận lợi tại giải hạng nhất quốc gia. Vòng đấu tiếp theo, câu lạc bộ Phố Hiến thi đấu trên sân khách gặp câu lạc bộ Quảng Nam vào ngày 27 tháng 3.